Chiều ngày hôm qua 12 tháng 11, một vụ sạt lở đất đá đã xảy ra phía Ta Luy Âm, đầu đèo Mimosa tại phường 10 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đe dọa nhiều khách sạn nhà dân bên đường. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể là do trong những tháng qua mưa liên tục, đất nền no nước và gây nên tình trạng sạt lở. Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày khi trời đang khô giáo. Vị trí sạt lở ngay đầu đường đèo Mimosa thuộc Ta Luy Âm, Đoạn sạt lở chạy dài phía sau nhà dân khoảng 50 m tạo thành một lòng trào, chôn vùi rất nhiều đồ đạc, vật dụng, mái tôn của các nhà dân. Các khách sạn bên trên có nguy cơ bị cuốn theo dòng chảy của đất sạt. Có công trình còn bị hở cả phần móng, một số nhà dân bị nứt, nứt tường sau vụ sạt lở. Sau khi sự cố xảy ra, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã đến phong tỏa hiện trường, bố trí di rời 7 hộ dân dọc mặt đường đèo Mimosa đến nơi an toàn để tránh nguy hiểm. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể là do trong những tháng qua mưa liên tục, đất nền no nước gây nên sạt lở. Vào sáng ngày hôm nay 13 tháng 11, cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, xử lý nước ngầm qua khu vực này.